mọi người biết Yến đang ở đâu không? Yến đang ở tại Lữ đoàn 429, chính là lữ đoàn mà dùng Yến cùng với các chị em của mình là Nam Thư, Khánh Vân, Hậu Hoàng, Thùy Duyên và Diệu Nhi đã tham gia chương trình sau nhập ngũ 2020. Và bây giờ thì tất cả mọi người đang diễn những cảnh quay trong MV mới của Dương Hồng Yến, ca khúc của nhạc sĩ hitmaker Hà Anh. Và phải nói là hôm nay rất là hào hứng khi mà được quay trở lại đơn vị, và cái cảm xúc nó như là cái ngày đầu tiên mình đi nhập ngũ vậy. Và bây giờ Yến đang có rất là nhiều năng lượng cho buổi sáng ngày hôm nay với những cảnh quay đầu tiên. Và mọi người hãy chờ đón xem MV mới của Dương Hồng Yến nha. Chào tất cả các bạn khán giả của mình là Đạt Chi, và hiện giờ mình đang có mặt ở set quay của MV cho chị Dương Hoàng Yến. Và mình lần này với vai trò đảm nhiệm là rapper và có một đoạn hát của Đạt Chi trong ca khúc mới. Là một người cũng khá là tự do, nhưng mà khi mà mặc bộ quân phục vào á thì cảm giác của mình cũng bắt đầu giống như là nhập vai vậy đó. Và cũng được ngủ bụi nè, được ăn cơm cùng với mọi người, được thưởng thức các món mà do các anh em ở trong quân đội nấu luôn, nên cũng cái trải nghiệm này cũng rất là thú vị đó các bạn. Ui, lắm kìa mọi người ơi, mọi người ơi. Thì tất nhiên là khi mà quay cái chương trình này và cái nội dung như thế thì chắc chắn là Hương phải có mặt. Nhưng một cái điều đáng tiếc là trong cái video clip này á, thì lại không có Diệu Nhi và Kỳ Duyên, bởi vì hai bạn bận. Nhưng mà được bù vào hai anh chiến sĩ rất là đẹp trai, đó là anh Vũ và Đạt Chi. Thì cũng rất là vui mình có cơ hội mà nhờ cái clip này của Dương Hoàng Yến mà mình có thể quen được rất nhiều bạn bè mới này, yeah. Các mũi trưởng và các anh em trong đơn vị nữa. Mọi người hướng dẫn rất là nhiệt tình về tất cả những cái mà mình không được học ở trong sao nhập ngũ, yeah. Đấy là cơ hội để mình làm tiền đề, mình có thể chơi sao nhập ngũ đấy ạ. Oh, em chờ đợi nha. Khi xa em trong lòng mong em bao nhiêu, làm ơn đừng khiến anh yêu em nhiều hơn nữa. Thư rất là yêu thương em Yến, nên nếu mà chấm điểm thì Thư sẽ chấm điểm 10 trên 10. 10 nha. Vui. Hả? Vui. 10 thì chắc chị Yến vui. Vui. Không, nếu mà chấm thì Đạt không biết chấm sao nào, như thế nào hết á. Nhưng mà chỉ mong là cái âm nhạc của chị Yến mà Đạt được lan tỏa rộng rãi hơn cho các bạn khán giả. Giống như là cũng là một cái kỷ niệm khá là đẹp của hai đứa. Và bài hát của Yến là một bài hát rất là dễ thương, nhẹ nhàng, giai điệu bắt tai, dễ nghe. Nói về một cái tình bạn, tình đồng chí rất là dễ thương. Và hy vọng là bài hát này ra thì chúng ta sẽ cất lên vào những cái dịp gọi là liên hoan nè, sum họp nè. Mọi người ơi đừng quên nha, subscribe kênh của Dương Hoàng Yến. Cái ca khúc này nghe nó rất là vui. Tươi anh ha. Tươi, cái âm hưởng của nó rất là tươi và nghe nó trong sáng ấy. Rất là phù hợp với Dương Hoàng Yến luôn. Và mình cũng hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ và subscribe cho kênh Dương Hoàng Yến nha.
lần này thì Đạt không lấy cát xê của Chiến, không có một đồng nào hết. Đến với nhau bằng trái tim. Nói chung là clip này Yến trả bằng tiền tỷ thôi, Vũ Trưởng Long là thôi mười mấy tỷ. Nó thực sự là một dự án gọi là bom tấn. Thật ra thì cái này tình cảm chị em là chính thôi, chứ còn có đoạn này là không vui lắm này. Thấy không, đi quay đoạn phim mà mình ăn bánh mì. Bánh mì mình mua rồi. Bài hát của Yến kết hợp cùng với Đạt Tri. Nhưng mà có một điều rất là mắc cười ở đây. Không biết sao nhưng mà đến giờ thì nó có quá nhiều cái tên cho một bài hát này. Đến bây giờ ngày quay MV mà chúng tôi vẫn chưa đặt được tên. Nhưng mà dù sao thì vẫn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ cho Đạt Tri giống như là chị Dương Hoàng Yến trong sản phẩm lần này của Chiến. Qua hết chúng ta đi qua hết, đoàn kết chúng ta đi qua hết. Băng cá nhân in hình Poporo chuyên dùng cho các vết thương nhỏ, vết cắt, vết bị chảy xước. Wow, hết cắt. Interrupt. Rồi, quay xong rồi mọi người ơi. Vui và rap là vui. Đừng quên là subscribe này, rồi cày view dạ. cho sản phẩm của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.